Nếu nhắc đến những cặp đôi nổi tiếng của phim truyền hình Việt Nam, chắc chắn khán giả sẽ nhớ ngay đến Hồng Đăng Hồng Diễm. Gần 10 năm kết duyên với nhau trên màn ảnh, cặp song Hồng ngày càng sở hữu lượng fan đông đảo bởi sự diễn xuất ăn ý, tự nhiên và duyên dáng của họ. Nên duyên từ phim Cầu Vồng Tình Yêu 2011 cho đến nay, họ đã đóng cùng với nhau rất nhiều bộ phim như Moscow Mùa Thay Lá 2017, Cả Một Đời Ân Oán 2018, Hoa Hồng Trên Ngực Trái 2019, Những Ngày Không Quên 2020 và Hướng Dương Ngược Nắng 2020. Với bất kỳ phim nào, những màn diễn xuất tình tứ của cặp đôi luôn khiến khán giả trầm trồ vì quá ăn ý. Mặc dù vậy, ngoài chuyện tình trên phim ảnh, ngoài đời Hồng Đăng Hồng Diễm đều có gia đình riêng và hạnh phúc với tổ ấm của mình. Hồng Đăng tên đầy đủ là Lê Hồng Đăng, sinh năm 1984, là một nam diễn viên của nhà hát kịch Hà Nội. Anh bắt đầu nổi tiếng với vai Minh Khang trong bộ phim Cầu Vồng Tình Yêu. Năm 2008, anh kết hôn cùng bà xã Nguyễn Anh Đào, đến nay họ đã có hai người con là Lê Phương Bảo Hân và Lê Phương Tuệ Anh. Hồng Diễm sinh năm 1982 được biết đến là một người mẫu, diễn viên, MC. Cô từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Ngọc Trai Phương Đông 2004 và Người Mẫu Yêu Thích Nhất năm 2005 do công ty Elite bình chọn. Hồng Diễm kết hôn khi mới 25 tuổi và nay đã có hai con, một trai một gái. Được biết, chồng cô là một doanh nhân hơn cô 12 tuổi và mọi thông tin về gia đình cô rất ít khi chia sẻ với truyền thông. Ngoài đời, Hồng Diễm và Hồng Đăng giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết khi đồng hành tại sự kiện, chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội. Mỗi lần Hồng Diễm đăng dòng trạng thái nào đó, Hồng Đăng thường để lại bình luận trêu chọc bạn diễn khiến fan được một trận cười. Hồng Đăng cho rằng 10 năm qua, lý do anh và Hồng Diễm liên tục đóng cặp có thể vì các đạo diễn thấy hai người có nhiều nét tương đồng trong lối diễn cũng như được khán giả yêu thích. So với những bạn diễn đóng cặp từ trước tới nay, Hồng Diễm thấy diễn cùng Hồng Đăng là hợp nhất khi không phải gồng mình lên để diễn mà cảm xúc đến rất tự nhiên. Việc hiểu nét diễn của nhau cũng giúp cả hai vào vai rất ngọt mà không cần phải chuẩn bị tâm lý như khi đóng với các bạn diễn khác. Tình yêu sóng gió trong Cầu Vồng Tình Yêu. Bộ phim Cầu Vồng Tình Yêu là dự án phim đầu tiên mà Hồng Đăng Hồng Diễm có cơ hội hợp tác với nhau. Nhưng cũng có lẽ là bộ phim hiếm hoi mà cặp đôi có được hạnh phúc trọn vẹn. Trong phim, Hồng Đăng vào vai Minh Khang, chàng trai ngang tàn, kiêu hãnh nhưng lại nồng nàn và tha thiết khi đem lòng yêu mộc miên Hồng Diễm. Họ yêu nhau nhưng vướng phải nhiều sóng gió khi hai gia đình không đủ môn đăng hộ đối. Đến cuối cùng trải qua bao biến cố, Minh Khang và Mộc Miên cũng có với nhau một đám cưới cổ tích. Moscow Mùa Thay Lá, tình cũ còn thương. Trong Moscow Mùa Thay Lá, cặp đôi yêu nhau nhưng cuối cùng lại để lỡ mất nhau. Yêu nhau từ những ngày còn trẻ dại, mối tình của Minh Hồng Đăng và Phương Hồng Diễm tan vỡ vì một loạt biến cố bất ngờ xảy ra. Nhiều năm sau gặp lại ở Moscow, Phương đã là gái đã có chồng. Dù hai người vẫn không thể ngăn cản trái tim mình rung động nhưng giờ đây giữa họ là cả một hố sâu ngăn cách của danh phận. Một đời ân oán, tình cũ bất đắc dĩ. Hồng Diễm vào vai Dung trong Cả Một Đời Ân Oán là một cô vợ hiền thục, nết na và cam chịu của Đăng Mạnh Trường. Trước đó, cô từng là người yêu cũ của Phong Hồng Đăng. Dù là người yêu cũ nhưng trước đây, họ cũng từng có với nhau những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn. Thậm chí, dù Dung đã có chồng nhưng Phong vẫn không thôi ý định muốn hàn gắn với cô. Sự thật nghiệt ngã nhất khi đăng chồng của Dung chính là em trai cùng cha khác mẹ với Phong. Cũng chính vì mối quan hệ rắc rối này mà Dung đã bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà khi đang mang trong mình giọt máu của Đăng. 4. Hoa hồng trên ngực trái, cặp đôi của những chiếc sừng. Không yêu nhau say đắm từ lần đầu gặp gỡ, với hoa hồng trên ngực trái, Hồng Đăng Hồng Diễm là những người thất bại trong hôn nhân. Nếu như Khuê Hồng Diễm hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc chồng con rồi cuối cùng nhận lấy một cặp sừng từ người chồng. Còn Bảo Hồng Đăng cũng được mệnh danh là Tuần Lộc vì có một cô vợ lăng nhăng, không chung thủy.
Sợi dây liên kết hai người lại với nhau chính là San Diệu Hương, cô em gái khó chiều của Bảo, cũng là bạn thân duy nhất của Khuê. Chính nhờ sự xe duyên của bà mối San, cuối cùng cặp đôi đã được bên nhau, chấm dứt cuộc hôn nhân đau khổ của mình trước đó. Năm, những ngày không quên hạnh phúc ngọt ngào. Những ngày không quên là sự tiếp nối của Hồng Đăng Hồng Diễm ở Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Cặp đôi gây sốt với phân đoạn khi Khuê thông báo mình mang bầu. Khuê hạnh phúc khôn xiết nhưng lại muốn dành bất ngờ cho Bảo. Cả hai nói chuyện gần xa về dịch Covid-19, những lo lắng quanh chuyện cơm áo gạo tiền rồi út mở nói về chuyện mình mang bầu để Bảo đoán. Họ vui mừng khi đón nhận niềm vui sắp chào đón đứa con đầu lòng. Từng cử chỉ, ánh mắt, hành động của cả hai đều khiến khán giả cảm nhận được sự hạnh phúc của Bảo và Khuê. Hướng Dương Ngược Nắng, tình yêu và thù hận. Sự quay trở lại màn ảnh của cặp đôi song hồng trong Hướng Dương Ngược Nắng hứa hẹn sẽ đem đến nhiều bất ngờ cho khán giả. Hồng Đăng Hồng Diễm được yêu nhau từ những tập đầu, không phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách mới đến được với nhau như những bộ phim trước. Tuy nhiên, mối tình này không ngọt ngào, lãng mạn mà có sự lợi dụng, giả vờ yêu để trả thù. Khiến Hồng Đăng do không chịu nổi tính cách của Minh Châu, Hồng Diễm đã nói lời chia tay trước sự ngỡ ngàng của cô. Trong 10 năm đóng phim, Hồng Diễm chỉ tham gia các phim có Hồng Đăng đóng. Cô cho hay đó là một cái duyên mà các đạo diễn mang tới chứ không phải do mình lựa chọn vậy. Năm 2020, Hồng Diễm nhận giải nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards, trong khi đó bộ phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái có sự góp mặt của Hồng Đăng. Hồng Diễm cũng chiến thắng hạng mục phim truyền hình ấn tượng ở giải này. Thông tin về cặp đôi vàng màn ảnh Việt, Hồng Đăng Hồng Diễm xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.